Hello tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái bài review về một cái sản phẩm được rất là nhiều những chị em phụ nữ tin dùng. Đó là tinh dầu hoa anh thảo của hãng Blackmore. Và các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, nó là tinh dầu hoa anh thảo Blackmore mẫu mới nhá. Nó sẽ có là màu hồng. Thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn đi xem chi tiết thành phần trong cái một viên tinh dầu hoa anh thảo này gồm có những gì và công dụng ra sao. Đầu tiên khi cầm lọ tinh dầu hoa anh thảo trên tay thì các bạn sẽ nhìn thấy một chi tiết rất là rõ, đó là hãng Blackmore thì đã được sản xuất từ năm 1932 này. Và trên bao bì thì có ghi rõ đây là thành phần chủ yếu đó là tinh dầu hoa anh thảo nhá. Và hàm lượng của nó là 1000mg trong một viên thuốc này. Và nó có hai cái công dụng cơ bản được ghi trên bao bì này. Và một hộp như thế này thì nó có số viên là 190 viên nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ đi xem công dụng và thành phần chi tiết nhá. Mình cùng tìm hiểu một chút về cái nguồn gốc của tinh dầu hoa anh thảo nhá. Tinh dầu hoa anh thảo thì được tìm thấy đầu tiên là ở Bắc Mỹ, nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì mọi người phát hiện được ra là cái tinh dầu hoa anh thảo này được tìm thấy rất nhiều ở Nam bán cầu và đặc biệt là ở Úc nhá. Tiến đến bảng thành phần chi tiết thì các bạn sẽ thấy được là họ ghi rất là rõ ràng ở đây. Trong một viên thuốc này thì nó sẽ bao gồm hàm lượng đó là 1000mg tinh dầu hoa anh thảo này. Và trong mỗi một viên này nó sẽ có đó là hàm lượng axit gamma linolenic là 100mg. Và sản phẩm này thì không chứa những chất lên men, không chứa gluten, không chứa những cái chất từ lúa mì, lúa mạch và những cái tẫn xuất sữa. Không có chứa chất làm tạo vị và những cái chất tạo vị ngọt nữa nha. Như vậy thì sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho những bạn mà dị ứng những cái chất như trên nha. Ngoài ra thì nó có một cái câu rất là quan trọng, đó là trong sản phẩm này thì có chứa phenylalanine và mầm đậu. Thì theo như mình nghiên cứu từ một số những cái sách thì mình biết được rằng cái phenylalanine này là một cái axit rất là quan trọng trong cơ thể. Cơ thể của mình sẽ sử dụng cái axit này để tạo ra những cái thành phần protein quan trọng. Và ngoài ra thì theo một số nghiên cứu thì cái chất này nó sẽ rất là tốt và nó có chứa trong những cái loại thuốc liên quan đến các bệnh tâm lý như là trầm cảm sau sinh hay là những cái bệnh liên quan đến tâm lý của phụ nữ ở cái giai đoạn đó là tiền mãn kinh nhé. Mình nghĩ chính vì lý do đấy cho nên là cái sản phẩm này thì nó đã được tin dùng bởi rất là nhiều chị em phụ nữ. Ngoài ra thì cái tinh dầu hoa anh thảo nó còn có cái tác dụng rất là tốt trong cái việc đó là support skin hydration, tức là làm tăng cái độ ẩm cho da, làm giảm đi những cái triệu chứng bị khô da và da bị mất nước nhé. Một lưu ý nhỏ trong cái bảng thành phần này là các bạn thấy là trong cái viên tinh dầu hoa anh thảo này nó sẽ có chứa cái soyabean, tức là tinh chất mầm đậu nành. Vì vậy nên mình nghĩ cái sản phẩm này nó sẽ không phù hợp cho những bạn mà có những cái như là u xơ hoặc là u nang buồng trứng nhé. Tinh dầu hoa anh thảo thì được chiết xuất từ cái cây hoa anh thảo và nó được chiết xuất bằng cái phương pháp áp ướp lạnh. Thì trong cái tinh dầu hoa anh thảo này, cái chất quan trọng nhất làm nên cái tác dụng của nó chính là cái axit gamma linolenic này. Rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chỉ ra những cái tác dụng rất là khả quan của cái axit gamma linolenic này cho hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những người đang trong cái giai đoạn tuổi dậy thì và có những cái biểu hiện đau bụng tiền kinh nguyệt hoặc là bị tức ngực, đau ngực trong cái giai đoạn mà mình có kinh nguyệt. Và cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng tiền mãn kinh, những người có những cái biểu hiện như là bị kiến bò này, bốc hỏa hoặc là bị những cái tâm lý sau khi tiền mãn kinh nhé. Như vậy thì mọi người đều biết cái sản phẩm này là rất là phù hợp cho chị em phụ nữ, kể cả những bé gái ở thời kỳ dậy thì lẫn chị em ở cái giai đoạn mà tiền mãn kinh nhé. Bây giờ thì mình sẽ xem cách sử dụng ha. Sản phẩm này đối với người lớn thì mình sẽ sử dụng 2 viên một ngày và mình sẽ sử dụng sau bữa ăn, hoặc đối với những cái bạn mà cần sử dụng nhiều hơn thì mình hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nhé. Đối với những bạn mà sử dụng sản phẩm này muốn cho cái tác dụng về da và cái tác dụng là chống viêm thì các bạn sẽ sử dụng là 2 viên một lần và một ngày là các bạn sẽ sử dụng 2 lần sau ăn nhé. Sản phẩm này thì không khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc là phụ nữ cho con bú. Nếu như bạn có bầu và bạn đang muốn cho con bú thì các bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này nhé.